Xin chào bạn. Trên tay mình là hai bảng báo giá của mẫu Hyundai Accent. Thì hiện tại trong chương trình tháng 7 này, giá của dòng xe Accent mình rất tốt. Mọi người nhìn đây. Vào tháng trước thì đối với dòng Hyundai Accent thì giá nó cũng rất là cao do cái chương trình chạy thuế và cái lượng xe nó không có. Nhưng hiện tại bây giờ thì mọi người nhìn đây. Xe mình đang rất nhiều nhá. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 thì mình sẽ báo giá cho mọi người luôn cái chương trình của tháng 7 bên mình. Thì đối với dòng Hyundai Accent thì bên mình đang có phiên bản tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này, phiên bản đặc biệt, chủ yếu là dòng số tự động đó mọi người nhá. Số sàn thì nhà máy vẫn chưa lắp. Thì đối với phiên bản bản đặc biệt trước đi. Đây em quay dịch vào đây. Đối với phiên bản đặc biệt thì bên mình đang bán giá rất là tốt mọi người ạ. 540 triệu, nó còn rẻ hơn giá niêm yết. Niêm yết của cái mẫu này đó là 542. Thì hiện tại nếu mà lăn bánh tại khu vực Hà Nội nó vào 638 triệu là full chi phí mọi người ạ. 638 triệu. Và nếu mà trả góp thì mọi người chỉ cần tối thiểu đó là 206 triệu đã có thể lăn bánh được rồi. Thì đối với bản tiêu chuẩn đây, mình cho mọi người xem luôn. Bản tiêu chuẩn thì giá niêm yết đó là 502. Thì bây giờ bên mình đang bán đó là 500. Và lăn bánh khu vực Hà Nội nó vào 594 triệu. Full chi phí mọi người nhá. Và mọi người cần tối thiểu đó là 194 triệu là có thể lăn bánh được rồi. Thì đây là hai bảng báo giá đối với khu vực Hà Nội. Còn khu vực tỉnh thì mọi người cứ trừ đi cho mình đó là khoảng 20 triệu. Do chênh lệch giữa tiền biển số cũng như là một chút thuế. Thuế ở tỉnh thì bây giờ đã quay lại là 10%. Đó, và những thành phố trực thuộc trung ương ví dụ như Quảng Ninh này, Hải Phòng, Cao Bằng. Đấy, một số những thành phố mà trực thuộc trung ương mọi người thì đó là thuế 12%. Thì tháng trước thì cái mẫu phiên bản tiêu chuẩn này nó lên có mức là 520 triệu. Lúc đó có rất nhiều bác trên kênh có gọi em hỏi là bây giờ lên mua xe thời điểm đấy để chạy thuế hay là đợi sau khi hết giảm thuế rồi chúng ta mua. Thì như mọi người tính cho mình nhá. Đợt mà đang chạy thuế, xe bản tiêu chuẩn là 520. Mà thuế con đấy thì mình cũng chỉ chênh lên khoảng độ, mình giảm được độ 23 triệu thôi. Thì nếu như mà mọi người mua thời điểm bây giờ thì giá xe nó chỉ còn 500, tức là xe nó giảm 20 triệu. Thì thật ra nó cũng chênh lệch không quá nhiều đâu. Mà chúng ta lại có rất nhiều xe để lựa chọn ở đây. Đó. Thì đối với chương trình tháng 7 này bên em ngoài cái giá xe giảm ra còn tặng kèm phụ kiện cho mọi người. Đấy, ví dụ như lót sàn da, thảm để chân, sáp thơm. Đó. Đây, quay lại một chút về bản đặc biệt nha mọi người nhá. Thì đối với dòng Accent này thì được định hình trong phân khúc sedan hạng B. Nó là một chiếc xe đó là thiết kế nó rất là trẻ trung mọi người ạ. Đây. Đèn pha tự động. Giải đèn led định vị ban ngày ở đây. Đây. Đèn chiếu sương mù. Ở đây đối với cái hệ thống chiếu sáng của Accent chúng ta có thêm một cái đèn đó là đèn hỗ trợ khi vào cua. Nếu mọi người đánh lái ở bên tay trái thì cái đèn này nó sẽ sáng. Còn bên đây đánh lái ở bên tay phải thì đây. Thì bên này nó lại có một cái đèn này hỗ trợ vào chua. Đó. Xe này hoàn toàn là lô mới nhất mọi người nhá. Lô mới nhất nha. Xe này mới về ngày vừa về ngày hôm qua. Vừa về sáng nay chứ. 30 tháng 6 ấy. Không có khóa xe nhỉ. Đây em quay vào cái phiếu này cho mọi người xem ở trên đỉnh này. Đấy, lấy nét vào đây. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Đây này, 30 tháng 6 này, xe vừa về ngày hôm qua, xe mới tinh luôn. Thì cũng chỉ còn một tháng nữa là đến ngâu thôi. Thế nếu như bác nào có nhu cầu thì nhớ gọi điện cho em theo số hotline là 0983 028 836. Em là Hiếu ở Hyundai Thành Công Đông Anh. Đó, bên em thì là đại lý phân phối chính hãng, là một trong những cái đại lý mà to bậc nhất ở Việt Nam mình. Đây mọi người nhìn qua bên này. Accent nhiều lắm mọi người ạ. Bản đặc biệt là 540 mọi người nhá. Bản tiêu chuẩn đó là 500. Đây màu trắng này. Đa phần bên em là nhập chủ yếu là màu trắng, đỏ, đen. Màu trắng là màu bán nhiều nhất mọi người ạ. Sau đó màu đen, màu đỏ. Màu đen thì cũng gọi là cũng nhập cũng kha khá đấy. Nhưng mà chủ yếu mọi người nhìn đây toàn màu trắng này. Đây, em đi quay một vòng cho mọi người xem qua cái bãi xe bên mình đây. Một tháng trước cái chỗ này hầu như là chả có xe đâu. Nhưng mà tháng này thì mọi người nhìn đấy. Creta bên này có một vài bản nhá. Một số bác hôm trước có hỏi em về Creta thì thật sự là bây giờ cái đường nhập khẩu nó không được thông suốt nữa. Bởi vì là tình hình dịch dã nó vẫn xảy ra ấy mọi người. Cho nên là những cái dòng xe nhập khẩu này là cũng chưa có xe để nhập.
chủ yếu là những cái dòng Accent này, xe lắp ráp thì bên mình đã nhập linh kiện từ trước rồi. Để có một chiếc xe có ở đây ngày hôm nay ấy, thì cái linh kiện để nhập ấy, chúng ta phải nhập cách đây khoảng 3 tháng rồi mọi người ạ. Phải nhập 3 tháng rồi mọi người nhá. Cho nên là cái lượng xe bây giờ bắt đầu nó về nhiều này. Nếu mà tháng trước mà nó về này thì tốt quá. Đây bên này có một số dòng i10 nữa. i10 bản hatchback. Bên em đang bán 435 triệu. Lăn bánh khu vực Hà Nội là khoảng độ gần 500. Tỉnh thì mọi người cứ trừ đi. Nói chung là đối với khu vực tỉnh thì mọi người cứ trừ đi cho mình khoảng độ 20 triệu do chênh lệch giữa tiền biển số với cả một chút thuế. Mình chia sẻ một chút nữa về cái phần đó là trả góp. Thì hiện tại bây giờ như mọi người biết, cái tín dụng của ngân hàng nó đang siết rất là chặt. Cho nên là bởi vì ngân hàng nó siết chặt như thế ấy, thì đối với những khách hàng mà ngày xưa đối với khách hàng người ta không chứng minh được thu nhập ấy, tức là người ta không có bảng kê, sao kê lương các thứ ấy, thì bên mình vẫn có thể hỗ trợ vay được cho mọi người. Nhưng bây giờ nó khó hơn một chút, đó là mọi người bắt buộc phải mua đó là bảo hiểm nhân thọ mọi người nhá. Còn đối với những khách hàng mà có nợ xấu thì chúng ta phải mua bảo hiểm khoản vay. Bảo hiểm khoản vay nó tính theo phần trăm, nó khoảng độ 5-7 triệu một xe thôi. Đấy, tùy mức mọi người vay. Đấy, như bản đặc biệt mọi người chỉ cần 200 thôi là đã mua được rồi. Bản tiêu chuẩn thì chúng ta khoảng độ 190. Đây, quay một chút nữa xuống Santa Fe đi em ơi. Mọi người nhìn bãi xe mình rộng ạ. Nói chung là tháng này là Accent mà em là rất là nhiều mọi người ạ. Cho nên là mức giá nó cũng tốt. Mọi người có để ý nhá, mỗi khi mà xe nó về, xe nào nhiều thì giá chắc chắn nó sẽ tốt. Còn những xe ít như Santa Fe này, Santa Fe này giá vẫn khá là cao mọi người ạ. Túc cũng thế, Túc ở đây có một vài con thôi. Đây, Túc bản Turbo nói chung là vẫn kèm khá là cao. Như bản này là bản đặc biệt mọi người ạ. Rồi, vừa rồi thì là cái video em muốn gửi đến mọi người cái báo giá của cái dòng Hyundai Accent. Nếu như mọi người cảm thấy video hay và bổ ích thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.